Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể nhận những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trận lũ số 2 của sông Dương Tử đi qua Trùng Khánh năm nay, dòng chảy vào hồ Tam Hiệp tăng nhanh, mực nước đập Tam Hiệp tăng vọt. Do Tam Hiệp tăng cường xả lũ nên mực nước hạ du tăng vọt. Mực nước tại 18 trạm thủy văn khu vực hồ Đậu Đình vượt quá mức cảnh báo, mực nước 81 tuyến kè và 1.771,6 km đê bao đã vượt quá mức cảnh báo. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông địa phương, đỉnh lũ thứ 2 của sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp trong năm nay. Theo trang web của Cục Thủy văn, tính đến 9 giờ sáng thứ ba, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên đến 173,47 m và lưu lượng dòng chảy ra là 41.900 m khối mỗi giây. Đến 11 giờ trưa thứ ba, mực nước đập Tam Hiệp đã lên tới 173,85 m, lưu lượng nước lũ từ thượng nguồn đổ về trong buổi sáng là 61.000 m khối trên giây. Lưu lượng xả lũ của các cơ quan chức năng vẫn ở mức khoảng 42.000 m khối mỗi giây. Trong 2 tuần qua, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng ít nhất 19 m. Ban quản lý đập Tam Hiệp dự đoán rằng vào khoảng thứ 5 có thể có một đợt lũ khác đổ về hồ chứa Tam Hiệp. Cục Thủy văn tỉnh Hồ Nam cho biết, do Tam Hiệp xả lũ ngày càng nhiều có tác dụng hỗ trợ hồ Động Đình, mực nước của trạm thủy văn Thành Lĩnh Tế ở hồ Động Đình tiếp tục dâng cao. 18 trạm thủy văn đã vượt mức cảnh báo, 81 tuyến kè, 1.771,6 km kè vượt mức cảnh báo, tình hình chống lũ diễn ra rất căng thẳng. Đợt lũ thứ hai của sông Dương Tử năm nay đã làm ngập đập Tam Hiệp, mực nước nhiều nơi ở Kinh Châu, Hồ Bắc vượt mức cảnh báo và mực nước đảm bảo. Mực nước đảm bảo là 26,97 m, hiện tại đang đạt 26,99 m. Cục Khảo sát Tài nguyên nước và Thủy văn Kinh Châu đã đưa ra cảnh báo lũ đỏ cho hai vùng biển vào chiều thứ ba. Theo dữ liệu của Cục Thủy văn tỉnh Hồ Nam, từ 8 giờ đến 18 giờ chiều thứ hai, do ảnh hưởng của lượng nước từ sông Dương Tử đến, lưu lượng nước của 4 cửa sông Dương Tử đổ vào hồ Động Đình tăng lên đáng kể. Lưu lượng trung bình của hồ Động Đình đạt 29.000 m khối mỗi giây, mực nước tại trạm Thành Lĩnh Tế đạt 24.000 m, thể tích nước của hồ Động Đình tăng 110 triệu m khối và mực nước của trạm Thành Lĩnh Tế tăng 0,04 m. Cục Thủy văn dự báo mực nước hồ Động Đình sẽ tiếp tục lên từ thứ ba đến thứ năm. Bộ phận phòng chống lũ lụt nhắc nhở rằng khu vực hồ Động Đình đã duy trì mực nước lũ cao trong nửa tháng do mực nước lũ dâng cao ngâm trong thời gian dài, mức độ nguy hiểm của bờ kè ngày càng tăng. Tại An Huy, mưa xối xả liên tục khiến mực nước sông Chu Hê lên nhanh. Đến khoảng 1 giờ sáng thứ ba, mực nước cửa sông Tương Hà lên tới 14,33 m, vượt mực nước đảm bảo 0,83 m, tiệm cận mức cao nhất trong lịch sử là 14,39 m. Vào lúc 3 giờ sáng thứ ba, An Huy cho nổ đập Quan Giao trên sông Chu Hê để xả lũ. Đỉnh lũ số 2 của sông Dương Tử đi qua thành phố chính Trùng Khánh vào thứ hai và các khu vực trũng thấp như bến tàu Hải Đường Tây ở quận Nam An và công viên Bình Giang ở khu trung tâm Nam An đều bị ngập lụt. Sau khi một phần lũ rút đi vào buổi trưa ngày hôm đó, rất nhiều bùn đọng lại trên các bậc thang quay mặt ra sông ở cầu tàu Triều Thiên Môn. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nguy cơ cấp quốc gia trong 3 ngày tới. Dự kiến từ thứ Tư đến thứ Sáu tuần này sẽ có mưa lớn ở lưu vực sông Hoài Hà, các sông có thể gặp lũ lớn. Đông Nam Sơn Tây, Trung và Đông Hà Nam, Nam Sơn Đông, Bắc An Huy và Bắc Giang Tô và Đông Bắc Tứ Xuyên, Bắc Trùng Khánh và Quý Châu có nơi mưa vừa và mưa nhỏ, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ lụt. Ngoài ra, các nhánh của sông Dương Tử, Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương, Hồ Thái Hồ vẫn sẽ duy trì mực nước cao. Nguy cơ ngập úng ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và các nơi khác vẫn tiếp tục. Đê điều và đất lấn biển có nguy cơ sạt lở. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ đầu tháng đến nay, 26 tỉnh và khu tự trị thành phố ở đại lục đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khiến 51 người chết và mất tích, hơn 23,85 triệu người bị ảnh hưởng, gần 2,04 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 16.000 ngôi nhà bị phá hủy, sập đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 64,39 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, lưu vực sông Dương Tử liên tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả kể từ tháng này, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và hàng chục triệu người bị ảnh hưởng. Hôm Chủ nhật vừa qua, 70 mét đê ở Hoàng Mai, Hồ Bắc bị vỡ, nhấn chìm 15.000 hectare đất nông nghiệp và hơn 10.000 người bị ảnh hưởng.
lũ quét ở Tương Tây, Hồ Nam phá hủy nhiều ngôi nhà, đường bộ và đường sắt cũng bị ảnh hưởng và gián đoạn. Một gia đình 4 người bị chôn sống trong trận lở đất do mưa lớn ở Vân Nam. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán rằng từ thứ Hai đến thứ Tư, một đợt mưa lớn mới sẽ lại đổ bộ vào lưu vực sông Dương Tử, kè sông Cao Thiên ở thị trấn Trác Cương, huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã bị vỡ vào khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật. Chiều dài của vết vỡ tăng từ 30m lên 70m, mực nước của hồ Sương Liễu tại địa phương tăng nhanh. Có thông tin cho rằng bờ kè được làm bằng đất có vẻ như do mưa lớn liên tục và ngâm nước lâu ngày nên bờ kè bị sập. Nước của sông Cao Thiên ban đầu chảy vào hồ Thái Bạch cách đó 1km, nhưng sau khi xảy ra vụ vỡ bờ, nước của hồ Thái Bạch cũng chảy ngược vào sông Cao Thiên rồi theo vết vỡ nhấn chìm đất nông nghiệp. Lumedia đưa tin, tính đến 20 giờ tối Chủ nhật, diện tích bị ảnh hưởng là 15.000 ha, hơn 10.000 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi. Không có thương vong xảy ra và không có tòa nhà dân cư nào bị sập. Tại Tương Tây, Hồ Nam, mưa lớn liên tục xảy ra ở huyện Gu Giang, tỉnh Hồ Nam trong những ngày gần đây, gây lũ lụt và sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi trong huyện, khiến ít nhất 24.000 người ở 5 thị trấn trong huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 41,2 triệu nhân dân tệ. Tổng cộng có 8 ngôi nhà bị sập ở làng Lệ Gia Trại, làng Cửu Long và làng Long Bi ở thị trấn Mặc Dung. Đồng thời, các tuyến đường bộ và đường sắt địa phương cũng bị gián đoạn do sạt lở đất và lũ quét. Ngoài ra, danh lam thắng cảnh địa phương làng Mặc Dung, dân tộc Miêu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Hơn 100 khách du lịch đã từng bị mắc kẹt trong danh lam thắng cảnh. May mắn thay không có ai bị thương. Tất cả khách du lịch đã được sơ tán an toàn. Một gia đình có 4 người cũng đã bị chôn sống trong một vụ lở đất ở Vân Nam. Do lượng mưa tích lũy ở huyện Trường Ninh, tỉnh Vân Nam đã lên tới 160mm kể từ cuối tuần trước, một vụ lở đất đã xảy ra ở thị trấn Ca Si vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật. Một trang trại đã bị chôn vùi, trong đó có 4 thành viên trong gia đình Trương Vệ Thụy bị chôn sống, 2 người bị thương đã xuất viện, còn 1 người vẫn đang nằm viện theo dõi. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo, từ thứ Hai đến thứ Tư tuần này sẽ có mưa to đến rất to, mưa to ở phía đông Tây Bắc Trung Quốc, lưu vực Tứ Xuyên, Giang Hán, Bắc Giang Nam, Tây Giang Hoài, Hoàng Hoài, Đông Bắc Trung Quốc và phía Nam Đông Bắc Trung Quốc, khu vực bao gồm 10 tỉnh, thành phố gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh. Có mưa lớn xảy ra từ đêm nay đến đêm mai. Từ 20 giờ hôm nay đến 20 giờ ngày mai, có mưa to đến rất to ở các khu vực thuộc phía Đông Tây Bắc Trung Quốc, Tây Nam Bắc Trung Quốc, Tây Hoàng Hoài, Trung và Đông Lưu vực Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Hán và phía Tây Vân Nam. Từ 20 giờ đêm mai đến 20 giờ đêm ngày tiếp theo, có mưa lớn ở một số khu vực của Bắc Kinh, Thiên Tân, Trung Tâm và Đông Nam Hồ Bắc, Tây Nam Liêu Ninh, Tây Sơn Đông, Đông Bắc Hà Nam, Tây Nam Hồ Bắc và Tây Bắc Vân Nam với lượng mưa từ 140 đến 180mm. Dự kiến một số khu vực nêu trên còn kèm theo mưa lớn ngắn ngày và đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh. Mưa dông mạnh nhất và gió giật mạnh từ cấp 10 trở lên. Đài khí tượng nhận định do ảnh hưởng của lượng mưa, dự báo từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Tư, nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất và các thiên tai địa chất khác. Thưa quý vị, kể từ đầu tuần này, 5 tỉnh phía Nam đại lục liên tục hứng chịu những cơn mưa xối xả, khiến một lượng lớn chuyến bay tại sân bay Thâm Quyến bị hủy trong 2 ngày liên tiếp. Mới đây, những trận mưa đá to bằng quả trứng rơi xuống Hồ Nam và Quảng Đông. Trong 3 ngày tới, Thanh Hải sẽ có tuyết lớn hoặc bão tuyết. Mưa lớn ở Nam Trung Quốc và những nơi khác sẽ tiếp tục. Theo báo cáo từ Mainland People Daily Online hôm nay, vào ngày hôm qua, lượng mưa lớn tiếp tục ở hầu hết các khu vực phía Nam và dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến 2 ngày tới. Vào ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh đầu tiên trong năm nay. Theo dõi cho thấy, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, mưa lớn xảy ra ở miền Trung và Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây, Tây và Nam Phúc Kiến, Trung và Tây Nam Quảng Đông, Đông Bắc và Đông Nam Quảng Tây, Đông Nam Quý Châu và mưa bão với lượng mưa từ 100 đến 177mm đã đổ xuống các vùng phía Nam Giang Tây, Tây Nam Phúc Kiến và Bắc Quảng Đông. Trong 3 ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục. Ngày hôm nay, Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh. Dự kiến từ 8 giờ ngày mai đến 8 giờ ngày kia sẽ có mưa to đến rất to ở một số vùng thuộc Đông Bắc Quảng Tây, Trung và Bắc Quảng Đông, khu vực đồng bằng Châu Giang, Tây Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây và Nam Phúc Kiến. Trong đó, miền Trung và Bắc Quảng Đông có mưa dông lớn với lượng mưa từ 100 đến 120mm ở một số khu vực. Trung tâm lượng mưa lớn sẽ tiếp tục tập trung ở Đông Bắc Quảng Tây, Nam Hồ Bắc,
Bắc Quảng Đông và Nam Giang Tây, lượng mưa hàng ngày và lượng mưa tích lũy ở các khu vực trên sẽ tiệm cận hoặc vượt qua các cực trị lịch sử cùng kỳ. Tại sân bay Thâm Quyến đã hủy hơn 130 và hơn 80 chuyến bay trong 2 ngày qua do trời có mưa bão. Theo báo cáo từ tin tức buổi tối của Trung Quốc đại lục vào ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm qua do lượng mưa liên tục ở phía Nam, một số chuyến bay ra nước ngoài tại sân bay Thâm Quyến đã bị hoãn ở các mức độ khác nhau. Theo tin tức từ sân bay thủ đô vào sáng ngày hôm nay, trong số 76 chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến có 31 chuyến đã bị hủy, chiếm 40% số chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến. Quý vị thân mến, miền Đông Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa bão. Với những cơn mưa bão khiến nước tràn ngập đường phố, nhà cửa và gió mạnh quật ngã cây cối, tính đến sáng thứ Bảy, hơn 2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở 13 huyện phía Đông Bắc bị mất điện. Cơn bão đã giết chết ít nhất 19 người. Chi nhánh của ABC News báo cáo rằng hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do cây đổ đè chết. Cơn bão dữ dội đã mang theo mưa lớn, gió mạnh đến miền Đông Trung Quốc với biển động ập vào các thành phố ven biển. Nhiều con đường ở khu vực phía đông vẫn bị đóng cửa vào sáng thứ Bảy khi các mảnh vỡ từ các ngôi nhà bị gió thổi bay, cây đổ và đường dây điện bị đứt. Các dịch vụ đường sắt và hàng không ở vùng Đông Bắc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các chuyến bay và tàu hỏa bị hoãn và hủy. Tính đến 10 giờ sáng thứ Bảy, 2.089.349 hành khách vẫn chưa có điện trên khắp vùng Đông Bắc, với một số khu vực ở Giang Tô, Chiết Giang hoàn toàn bị mất điện. Ở phía đông tỉnh An Huy, nước dâng do bão lên đến 3 mét đã được báo cáo khiến đường phố biến thành sông. Tỉnh trưởng tỉnh An Huy đã cử 200 thành viên đội cứu hỏa đến giúp đỡ các nạn nhân. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.